Bây giờ sẽ giới thiệu đến quý vị một cái địa điểm nằm cách đảo chính của Lý Sơn khoảng 3 hải lý. Và quý vị sẽ di chuyển thuyền khoảng 15 phút. Sau đó mình sẽ phải đi bằng một cái phương tiện địa phương, đó là xe ôm, để đến được cái khu vực bãi tắm này. Đây là bãi tắm nằm trên đảo bé của huyện đảo Lý Sơn. Và đảo bé này với cái diện tích của nó chỉ khoảng 1 km² thôi quý vị. Tuy nhiên sẽ là một cái địa điểm đến và quý vị sẽ cảm nhận một cái vùng đất, trời, mây, nước và biển ở đây tuyệt vời. Với cái đặc thù chung của toàn cái huyện đảo và khu vực xung quanh của huyện đảo Lý Sơn này là được hình thành từ những cái ngọn núi lửa. Nên là sau khi phun trào nhung nham rồi, những cái trầm tích sẽ để lại ở đây rất là nhiều những cái khu vực với những cái bãi đá đen mà quý vị đang nhìn thấy. Và với cái chân của những cái đảo ở đây là núi lửa, núi, nên là rất là nhiều đá, để kiếm được một vài cái bãi tắm thì không phải là một điều dễ. Tuy nhiên lúc mà có những bãi tắm rồi thì quý vị sẽ thấy đó là một cái điều cực kỳ hấp dẫn, vì cát trắng, biển trong xanh. Đây quý vị đang nhìn thấy đây là những cái trầm tích để lại của núi lửa cách đây khoảng vài chục triệu năm. Như thế quý vị thấy, ngoài việc đến đây để tận hưởng tắm biển thì nhiều du khách cũng như các đôi bạn trẻ sẽ đến đây để chụp hình, check-in. Hôm nay thì quý vị thấy Thịnh đi vào khoảng dịp tháng 8, thời tiết rất thuận lợi, mây thì trong xanh. Đó, và điểm lên mình đó là những cái làng mây trắng, bên cạnh đó là nước biển. Thịnh sẽ đi một vòng ở khu vực này để quý vị có thể cảm nhận được cái nét đẹp hoang sơ của bãi tắm nằm ở trên đảo bé. Nhưng quý vị cũng nhớ, vì nơi đây là đá rất là nhấp nhô, lởm chởm, đi đến đây thì mình nên mang những đôi giày thể thao bằng, để cái việc di chuyển trên những cái tảng đá này nó dễ dàng và cũng tạo nên cái độ an toàn cho quý vị. Và quý vị thấy nước biển rất là trong xanh. Thì đến đây nếu có nhiều thời gian, quý vị có thể cùng với người dân ở đây mình đến những cái bãi san hô để mình tiếp cận và có thể ngắm nhìn những cái rạng san hô ở đây. Và theo Thịnh quan sát ở dọc đường đi của mình ở những bãi này, nếu những ngày mà thủy triều xuống có khả năng là sẽ có san hô lộ thiên. Một dịp nào đó khi được quay trở lại với Lý Sơn với nhiều thời gian hơn, Thịnh sẽ đi tìm hiểu và khám phá. Còn bây giờ quý vị thấy nhìn một cái làn nước trong xanh và ở dưới là những cái cát trắng như thế này thì tất nhiên quý vị sẽ rất là muốn được xuống để đắm mình trong cái làn nước trong xanh này. Nhưng một lần nữa cũng chia sẻ và nhắc nhở lên tất cả quý vị xem những clip của Thịnh là ở dưới này đá rất là sắc bén, nên là mình cần phải đến đúng những bãi tắm. Và khi quý vị có đến tắm ở những chỗ mà ít người thì mình nên cẩn thận để đảm bảo cho về cái sức khỏe quý vị nha. Đây quý vị thấy bên cạnh này là một cái bãi tắm nhỏ, các du khách đang tắm rất là nhiều. Đến với đảo bé này thì mình có thể thuê một chiếc xe Honda, mình tự chạy một vòng để khám phá cuộc sống của người dân địa phương. Giá vé xe Honda ôm từ khu vực cảng của đảo bé đi đến bãi tắm này là khoảng 15.000 đồng cho một lượt, đi về là 30.000 đồng. Còn nếu quý vị đi một vòng đảo bé luôn thì mình sẽ tốn khoảng từ 50 đến 100.000. Và sau khi tắm biển xong trở lên đất liền ở những cái hàng quán mà quý vị thấy trong cái clip chính dài đầy đủ thì mình sẽ mua một cái xô nước, một thùng nước khoảng giá 20.000 đồng để tắm lại. Vì ở trên đảo bé này nước ngọt hoàn toàn không có quý vị, phải đem từ đảo chính đi qua nên giá cả cũng sẽ hơi đắt. Và khi tắm xong quý vị có thể bắt đầu nghỉ ngơi, thưởng thức những cái ly nước hoặc là món ăn đặc sản đặc trưng của Quảng Ngãi. Cảm ơn quý vị.